Dạ vâng, Nobita xin kính chào tất cả quý cô bạn. Đã mấy hôm rồi đã không làm video để chia sẻ cùng với các bạn. Thì như các bạn biết đấy, ngày 22 hàng tháng đó chính là ngày rút lương của YouTube. Có một số bạn thì rất là đang thắc mắc rằng là không biết là kênh của mình được bật kiếm tiền từ ngày mùng 7 tháng 5 và hôm nay cũng là ngày 22 thì không biết là Nobita đi rút tiền chưa? Và Nobita được bao nhiêu tiền rồi? Thì đây cũng là một cái số câu hỏi mà một số bạn khán thính giả của Nobita rất là hay quan tâm đến kênh của mình và cũng muốn hỏi rằng là mình đã kiếm được bao nhiêu tiền từ YouTube từ ngày mùng 7 đến ngày 22 vừa rồi. Thế thì đây là một cái điều mong đợi của tất cả mọi người chúng ta khi làm YouTube, được phải không ạ? Thì ngay bây giờ thì mình và các bạn chúng ta sẽ truy cập vào kênh trang chủ chính của mình để xem rằng là cái kênh của mình đã được nhận bao nhiêu tiền kể từ ngày mùng 7 đến ngày hôm nay là ngày 22. Thì mình sẽ làm thực hiện cái việc kiểm tra trên chiếc điện thoại nhưng mà giả lập trên màn hình vi tính computer. Nó rất là đơn giản thôi, các bạn chỉ ấn vào 3 chấm và ấn dành trang web dành cho máy tính. Rồi, bây giờ thì nó đã tương tự chuyển sang trang web dành cho máy tính. Thì bây giờ các bạn sẽ truy cập vào cái studio thông qua tài khoản chính kênh của mình. Rồi, sau khi đã vào đây thì chúng ta sẽ vào cái phần các bạn biết ấy, thì nó ở trên cái điện thoại này thì nó đang có trang giao diện y như là của máy tính luôn. Thì các bạn sẽ cứu sang phần bên phải này, các bạn vào phần Analytics, tức là số liệu phân tích. Thì ở trên đây thì nó sẽ hiển thị cho chúng ta về cái phạm vi tiếp cận này, mức độ tương tác, đối tượng người xem và doanh thu nữa. Đó. Rồi, bây giờ thì mình sẽ giới thiệu các bạn ngay cái phần quan trọng để trả lời cho các bạn rằng doanh thu của Nobita từ ngày mùng 7 đến ngày hôm nay là ngày 22 thì đã được bao nhiêu đô la Mỹ. Mình sẽ ấn vào phần doanh thu. Wow, các bạn nhìn thấy chưa? Doanh thu ước tính của mình là 3.15 đô la Mỹ. 3.15 đô tính ra là đô, mình cứ cho rằng khoảng là 23.000 một đô. Vậy thì 3.15 đô nó có khoảng là gần 80.000 các bạn nhá. Và cái số lần phát hiển thị quảng cáo trên video của mình là 6.500.000. Và các bạn nhìn sẽ nhìn sang một cái cột, đó chính là chi phí cho mỗi 1.000 lượt hiển thị quảng cáo CPM dựa trên lượt phát, đó là 0.87 đô la. Vậy thì các bạn sẽ thắc mắc rằng là tại sao cái ở đây cái số lượt phát của mình là 6.500.000 mà tại sao ở đây mới có 3.15 đô? Vì cái cập nhật của YouTube nó sẽ chậm 1 đến 2 ngày các bạn nhé. Vậy thì các bạn đến đây các bạn sẽ ồ sao lại thấp như vậy? Thì nó có một số nguyên nhân chính, đó chính là nếu mà nói về video của Nobita ấy thì nó là đặc chủng là video chia sẻ với các bạn, mình biết cái gì mình chia sẻ cái đó. Tức là mình biết sửa cái gì mình chia sẻ với các bạn cái đó, và kinh nghiệm của mình học hỏi được cái gì thì mình chia sẻ ngược lại với các bạn cái đó. Thì nó cũng không phải là những cái tip mới mà nó cũng chỉ là những cái tip bình thường mà đã đi theo tất cả những cái anh chị hoặc là các bạn đã đi làm YouTube trước. Đó chính là chia sẻ về kinh nghiệm, đó nó thuộc về cái mô típ như vậy. Thì chính vì vậy thì cái lượt phạm vi tiếp cận hoặc là tổng quan này các bạn nhìn thấy trong 28 ngày qua thì mình chỉ có 32.983 lượt xem. Đây như các bạn thấy đây. Và cái thời gian xem thực tế trong 48 giờ qua thì nó đã thể hiện là 2.091. Lượt xem có tăng, thời gian xem có tăng, số người đăng ký có tăng, doanh thu thì là 3.15 đô. Thì cái vấn đề mà doanh thu của chúng ta nó thấp như vậy ấy, thì nó có liên quan đến cái chỗ mà lượt hiển thị quảng cáo. Có nhiều bạn rằng là ở những video trước ấy, thì mình có xem các bạn nói rằng là mỗi lượt quảng cáo hiển thị lên là các bạn được bao nhiêu tiền. Tuy nhiên thì các bạn sẽ không thể đánh giá được một cách chính xác rằng là các bạn sẽ được bao nhiêu tiền một quảng cáo. Mà điều này sẽ phụ thuộc vào YouTube. Nếu mỗi hợp đồng quảng cáo, ví dụ như một hợp đồng quảng cáo là 1.000 đồng một lượt hiển thị, mình ví dụ như vậy,
thì YouTube họ sẽ giữ lấy lại 650 đồng tiền quảng cáo, và các bạn sẽ còn 350 đồng tiền phí thu về. Thì đấy là mình ví dụ là như vậy. Và cái 1.000 lượt quảng cáo này thì ở thị trường Việt Nam thì nó chỉ có giá là 0,87 đô USD. Nó thấp hơn so với tất cả các thị trường, ví dụ như Hàn Quốc, Mỹ, Úc hay là Canada. Nó sẽ có những lượt hiển thị ở trên quảng cáo đó chính là khoảng từ 3 đô. Vậy thì tương đương nếu như đây là doanh thu đến ngày hôm nay của mình được 3.15 đô. Vậy thì nếu như số này mà ở nước ngoài, ví dụ bên Mỹ thì mình được khoảng 12-13 đô. Nó cao hơn sâu rất nhiều lần so với thị trường Việt Nam. Kể cả đối với quảng cáo của mình thì cũng có những cái hãng, ví dụ như là VinFast này, hoặc công ty bánh kẹo này, đấy, rất là nhiều. Hoặc tập đoàn địa ốc này, cho khi bến bãi nó thể hiện rất là nhiều, hoặc Shopee, Lazada hoặc là Tiki. Nó thể hiện rất nhiều, nhưng tuy nhiên thì các bạn nhìn thấy cái 6,5 nghìn lượt hiển thị quảng cáo thì cũng chỉ được có hơn 3.15 đô thôi. Tuy nhiên thì các bạn hãy nên đừng nên buồn các bạn nhá. Nếu như các bạn nhìn thấy ở doanh thu ở những cái kênh lớn ấy, tại sao nó lại nhiều tiền như vậy? Tại vì video của họ hay, có sự sáng tạo. Với mỗi lượt phát trở ra thì người ta cũng có khoảng vài trăm nghìn lượt xem hoặc là vòng vài triệu lượt xem. Thì chính vì vậy là cái quảng cáo nó sẽ nhiều và doanh thu của người ta sẽ lớn. Tuy nhiên các bạn thì nếu như muốn làm video để chia sẻ cái kinh nghiệm của bản thân ý, thì các bạn hãy cứ nên làm. Thứ nhất là chúng ta làm để chia sẻ cho mọi người những gì chúng ta biết, và đó cũng coi như là một cái thú vui và một cái niềm đam mê chia sẻ của mỗi cá nhân chúng ta. Tuy ở đây thì họ, những YouTube khác thì họ sẽ đi rút tiền hàng tháng, nhưng khả năng với cái doanh thu kiểu này thì chắc là mình sẽ một năm mình đi rút một lần. Đó thì cũng rất hy vọng là trong thời gian tới thì cái video của mình nó lượt xem sẽ tăng lên, và mình sẽ có thêm một số chút đô nữa. Ví dụ 100 đô thì mình mới có thể đủ điều kiện để rút, còn 3.15 đô như vậy thì sẽ rất là khó khăn. Rồi thì video của mình chia sẻ với các bạn về cái doanh thu của mình sau ngày kiếm tiền từ ngày 7 đến nay là ngày 22, mình đã kiếm được bao nhiêu đô để chia sẻ, và cũng là cái nguồn chia sẻ với các bạn mới làm YouTube và muốn tìm hiểu xem rằng video của các bạn sẽ kiếm được bao nhiêu tiền với mỗi 1.000 lượt hiển thị quảng cáo. Rồi video của mình chia sẻ các bạn đến là hết. Rất cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau.